Phước đức nhân duyên bởi tài người, luật đời nhân quả có lâu rồi. Lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba. Chớ tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì. Trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Quý cô bác, anh chị thân mến, mình được Tử Vi thật là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, mình được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được thần tài ban lộc, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu có đến già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải xin chia sẻ tới quý bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động bất ngờ, tiên tri tiết lộ thiên cơ cực chuẩn. Đúng 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, được bề trên ban phúc, cầu được ước thấy, tài lộc phất lên như diều gặp gió, sự nghiệp hanh thông, tiền vàng chất đống. Tạm biệt cuộc sống nghèo khổ, đổi đời giàu sang phú quý, khiến người người ngưỡng mộ. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh 1971 thân mến, dẫu biết rằng cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả, có người sinh ra đã ngậm thìa vàng ở ngay vạch đích, có người không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn. Cùng nhìn lại xã hội hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Dù cho chúng ta có làm việc quần quật cả ngày, cả đêm, kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi, xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời dùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh, cuộc sống quá đỗi vất vả, thiếu thốn đủ thứ, khiến chúng ta lại phải vay mượn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Nghĩ đến đây mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Sao mà cuộc đời bất công với ta quá vậy? Chính vì vậy, ngày nay người ta thường tìm đến tử vi để phân định trước tương lai, cũng như đón lành, tránh dữ. Theo luận giải mới nhất của các bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông tiết lộ, nhờ có may mắn đồng hành, cuộc sống của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có thu hoạch lớn trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, sự nghiệp đạt thành tựu lớn, tài lộc cũng đổ về ầm ầm, phúc lành đến một cách xứng đáng, tha hồ tận hưởng. Vậy, để biết được vận trình cụ thể, chi tiết trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của tuổi Tân Hợi diễn biến ra sao thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi video ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của quý bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Tân Hợi sinh 1971 có đặc điểm gì nổi bật. Tân Hợi có bản tính lương thiện và khoan dung, họ cũng là kiểu người có tính cách thẳng thắn, hiền lành và ngây thơ. Đặc điểm này giúp Tân Hợi được mọi người xung quanh yêu mến và quý trọng. Tân Hợi được yêu mến không chỉ vì họ hiền hòa, mà bản thân họ có lòng bao dung và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Phụ nữ Tân Hợi lại càng thú vị, họ không chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn, có trí thức mà còn tốt bụng. Sau khi kết hôn, họ sẵn sàng trở thành mẹ hiền, dâu thảo. Đàn ông Tân Hợi cũng rất yêu gia đình, họ thường dùng sự lương thiện của mình để dạy dỗ con cái. Đặc điểm tính cách này lại khiến nhiều Tân Hợi trong công việc gặp chút bất lợi, đó là khi chẳng may gặp phải thất bại thì họ dễ bị suy sụp nặng nề, cho nên Tân Hợi cần chú ý tìm cách làm thế nào để bản thân vực dậy tinh thần, tiến bước về phía trước. May mắn là Tân Hợi có sự kiên trì và tinh thần cầu tiến trong công việc cao, nên họ sẽ sớm tìm được lối đi cho riêng mình. Một điểm sáng trong tính cách giúp Tân Hợi gặp được tài vận tốt đó là họ thường tự tin trong công việc, không chỉ có ý chí kiên cường mà năng lực lãnh đạo của Tân Hợi cũng được thể hiện
giúp họ đưa ra được nhiều phương pháp xử lý công việc ổn định. Ý chí của Tân Hợi còn thể hiện ở chỗ, khi gặp vấn đề khó khăn, họ đều suy xét kỹ lưỡng, cho nên phần lớn công việc của họ đều được giải quyết thỏa đáng. Khi làm việc, Tân Hợi có khả năng tập trung cao độ, khi đã đặt ra mục tiêu, cũng sẽ dốc toàn tâm, toàn lực để thực hiện. Đôi khi Tân Hợi dồn hết tâm trí vào công việc, mà quên đi những gì đang xảy ra xung quanh. Có nhiều Tân Hợi thời niên thiếu, gặp không ít khó khăn, đến khi trưởng thành, họ rất tích cực làm việc, phát triển bản thân để tạo cho mình cảm giác an toàn. Sự tích cực, phấn đấu vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào của Tân Hợi chính là điểm đáng quý. Đây cũng là chìa khóa giúp họ mở ra nhiều cơ hội quý báu trong đời. Tân Hợi sẽ có xu hướng tính cách đa dạng khi sinh vào các mùa khác nhau trong năm, nhưng họ đều có điểm chung là rất biết cách đối nhân xử thế. Tân Hợi sinh vào mùa đông, vốn chịu nhiều vất vả từ nhỏ. Tuy nhiên, chính vì vậy mà trong họ có thể trưởng thành và chín chắn hơn so với Tân Hợi sinh mùa khác. Tính cách của họ ngay thẳng, không thích giấu giếm, nên nhiều khi làm mất lòng mọi người. Ở một khía cạnh khác, những khó khăn họ gặp phải là do chưa biết khai thác nguồn tri thức trong cuộc sống, ngại va chạm, lười học hỏi. Cho nên, lời khuyên dành cho Tân Hợi sinh vào mùa đông, nếu muốn cuộc đời thuận lợi, tài vận rực rỡ hơn, thì phải năng đi ra ngoài, nhìn xa trông rộng và không ngừng học hỏi nhiều điều mới. Tân Hợi sinh vào mùa xuân thường có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ cũng chú trọng sự nghiệp, mặc dù được hưởng những điều kiện thuận lợi, nhưng Tân Hợi sinh vào mùa xuân vẫn luôn nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu. Họ dành nhiều thời gian cho công việc và cũng rất ham học hỏi các tri thức mới. Tân Hợi sinh vào mùa thu có khả năng giao tiếp nhạy bén, được lòng mọi người. Những người sinh vào thời gian này cũng thường là người có địa vị xã hội, không chỉ biết cách ứng xử mà họ còn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nên họ cũng tạo được nhiều mối quan hệ tốt. Tân Hợi sinh vào mùa hè thường có quý nhân giúp đỡ trong đời. Có lẽ ngay từ nhỏ đã được hưởng phúc khí, đạt được nhiều thành công dễ dàng, nên họ có thể lười biếng và có phần nhu nhược. Nếu như không tích cực nỗ lực thì khi gặp phải khó khăn, họ dễ bị suy sụp. Lời khuyên dành cho Tân Hợi sinh vào khoảng thời gian này là đừng dựa dẫm vào người khác và nên cố gắng phát triển, hoàn thiện bản thân mình. Nhìn lại quãng đường mà Tân Hợi đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Tân Hợi mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ. Muốn làm cho hết bản năng của mình nên Tân Hợi mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Tân Hợi mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Tân Hợi vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít. Chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Tân Hợi cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lãng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Tân Hợi sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Tân Hợi dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Tân Hợi ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Tân Hợi có thể đổ tại giận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời.
Kỳ thực ở độ tuổi này, Tân Hợi cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Tân Hợi luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Tân Hợi giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Tân Hợi như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì những nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Tân Hợi là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ dạng vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác, đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài. Danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Tân Hợi, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi trên các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, cụ thể vận trình như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch thấy rằng sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có những bước tiến đáng kể trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch này. Dưới sự nâng đỡ của cục diện tam hợp, thời điểm này, bạn có cơ hội gặp được những người đồng nghiệp, cấp trên tốt, đối phương sẵn sàng chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm quý giá, góp ý cho bạn những vấn đề còn tồn tại, để bạn tiến bộ nhanh chóng hơn. Vì thế, theo tử vi 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của tuổi Tân Hợi, trong mọi tình huống, con giáp này hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn và cầu thị, quá trình lắng nghe sẽ giúp bạn tích lũy được nhiều kiến thức quý giá. Với những người tham gia thi cử hoặc tuyển dụng, bạn cũng sẽ gặt hái được thành quả đáng mừng. Tốt là bạn nên chuẩn bị đầy đủ những kiến thức cần thiết và luôn cẩn thận trong từng việc mà mình làm. Hãy thể hiện điểm mạnh của bản thân để gây ấn tượng với giám khảo, người tuyển dụng. Việc lập kế hoạch làm việc cần căn cứ vào tình hình thực tế, không nên ảo tưởng vào khả năng của mình hoặc lý tưởng quá mọi việc. Chỉ khi đưa ra những mục tiêu cụ thể và đúng đắn, bạn mới có động lực để thực hiện và đạt được kết quả cao. Tuy nhiên, tháng này bạn vẫn cần phải chú ý đến những tác động xấu do nguyệt lệnh lâm tử và ngũ quỷ đem lại. Tiểu nhân vẫn luôn nhăm nhe tìm cơ hội khi bạn lơ là để quấy phá. Vì thế, dù có đạt được thành công, bạn cũng chớ nên chủ quan. Làm việc gì bạn cũng hãy cẩn thận, khiêm tốn, để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Xét về phương diện tài lộc. Theo tử vi 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của tuổi Tân Hợi, công việc phát triển thuận lợi cũng kéo theo tình hình tài chính khả quan. Con giáp này có thể thu được khoản tiền kha khá giúp cải thiện cuộc sống và để dành tiết kiệm. Tam hợp nâng đỡ, người làm công ăn lương hoàn thành tốt công việc của mình có thể được thưởng nóng hoặc cất nhắc tăng lương với những người vừa tìm được việc làm. Bạn kiếm được khoản lương đầu tiên trong công việc mới, việc đó đem lại cho bạn nhiều động lực để bạn cố gắng hơn, đồng thời giúp cuộc sống của bạn ít nhiều có cải thiện. Với người làm ăn, kinh doanh, bạn cần nhạy bén để nhận ra đâu là thời điểm để ký kết hợp đồng làm ăn với đối tác. Tháng này có nhiều cơ hội mở ra trước mắt, nhưng không phải cơ hội nào cũng đem về tiền tài dư giả. Bạn cần đánh giá tình hình và đối tác chính xác để đưa ra những lựa chọn phù hợp. Nếu có ý định mở rộng đầu tư, kinh doanh, bạn cũng có thể xem xét thực hiện trong thời điểm này. Có điều, bạn cần xây dựng những kế hoạch phù hợp với sức của mình, không nên chạy theo xu thế, khiến tiền mất tật mang, ảnh hưởng sức khỏe. Ngũ quỷ hung tinh soi chiếu đem tới ít nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của bạn, song bạn không cần quá lo lắng. Chỉ cần bạn làm việc cẩn thận thì không lo sợ tiểu nhân quấy phá, thậm chí bạn còn đoán được trước tình hình để chuẩn bị sẵn cách ứng phó.
xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Căn cứ tử vi 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Tân Hợi cũng có nhiều cơ hội đón tin vui trong chuyện tình cảm vào tháng này. Chỉ cần bạn mở lòng đón nhận thì ắt tìm được người như ý. Với người còn độc thân, bạn được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Đừng vội từ chối đối phương, hãy thử dành thời gian trò chuyện và gặp gỡ. Rất có thể bạn sẽ nhận ra người đó có rất nhiều điểm phù hợp với mình. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một khăng khích, thậm chí hai người có thể thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để bạn đối diện với khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Nếu đang nung nấu trong lòng một cái nào đó, bạn đừng ngại chia sẻ với nửa kia của mình là người ngoài cuộc. Đối phương có thể có những cái nhìn đa chiều hơn và đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích. Xét về phương diện sức khỏe, trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, nhìn chung người tuổi Tân Hợi không gặp phải vấn đề nào quá lớn trên phương diện sức khỏe. Đôi khi công việc vất vả có thể khiến bạn cảm thấy hơi mệt mỏi, song chỉ cần bạn nghỉ ngơi đúng lúc thì sẽ nhanh chóng phục hồi sức lực để có thể luôn khỏe mạnh, có tinh thần hiện thực hóa các mục tiêu. Bạn nên lưu ý tới chế độ ăn uống, cân bằng dinh dưỡng, lối sống khoa học, không nên làm việc quá sức, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao. Và ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải chờ đợi thêm, xin mời quý khán giả cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Tân Hợi 1971, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân. Người tuổi này thông minh mà hiền đức, là người có địa vị được tôn trọng, nể gì, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Người này có cá tính khá mạnh, song về bản chất thì là người sống biết trước, biết sau, tính già yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người, nên người tuổi này có rất nhiều bạn bè. Các mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng, họ còn có khả năng lãnh đạo, nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch trùng với tiết Kinh Trập, người này đa phần dễ làm nên thành công gian dội, địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Người tuổi này có số mệnh phú quý, họ giàu sang, nhưng tao nhã, không hề thô tục. Đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì người này chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, người tuổi này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh, tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao, chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao, được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên. Họ có thiên hướng về nghệ thuật, nên phát triển theo hướng này, người này luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy dạy ngược xuôi. Nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với tiết Lập Hạ, những chú heo sinh tháng này thiên tính thông tuệ, mẫn cảm, nữ mệnh số phú quý, giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch, có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn. Có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Xét theo tử vi khoa học, người này tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo, tỉ mỉ mọi chuyện, biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền đến ai. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm trùng với tiết Mang trùng,
người này tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ, tuy không có quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công. Nhờ thế, người này có tham vọng lớn, nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghĩ mà không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn. Về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận. Cuộc đời họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng, tiền vẫn có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả. Trung vận phải dựa vào sức mình vừa khó khăn để có được điều mình muốn, cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay. Hậu vận có chuyển biến lớn, có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm trùng với tiết Tiểu Thử, người tuổi này học sâu, hiểu rộng, là nhân tài hiếm có. Tuy nhiên, họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực, nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có chí tiến thủ, họa phúc vô thường, dễ an phận. Vận mệnh thăng trầm khó định, người này bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc. Họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp, người này nếu thay đổi suy nghĩ, có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công. Nếu sống thờ ơ, không có chí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội, khó gây dựng được sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết Lập Thu, người tuổi này có cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người khác, mà cũng chẳng mấy nhiệt tình cố gắng với việc của chính mình. Họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên dạng sự như ý, vận trình thuận lợi hanh thông, có quyền có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời của người này khá bình yên, họ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, người thân hết lòng giúp đỡ, nên muốn gì được nấy, phúc lộc song hỷ. Song bạn cần ghi nhớ, trước khi làm chuyện đại sự, phải bàn bạc thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết Bạch Lộ, người này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ, cuộc sống sau này an lạc, giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy sống thanh đạm, nhưng biết thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ, nhưng vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm, nên học cách tự lập từ sớm, số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi sinh 1971, tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trùng với tiết Bạch Lộ, cuộc đời của người này tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do, thoải mái, tiêu dao với đời, nhờ nhẫn nại, kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Người này sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thông dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp đỡ. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết Lập Đông, người tuổi này khoan dung, đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng, trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý kề bên, hậu vận cực thịnh. Nói vậy, nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ, anh chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày, dù là trong chuyện học tập hay trong công việc thì đều có phúc khí. Người này cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết Đại Tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận. Tuy nhiên, vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Cuộc đời của người này hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, chẳng chút ưu sầu. Vận mệnh của họ khá tốt, ngũ quan đoan chính, dung mạo anh tú, tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc, giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ,
đạt được nhiều thành tựu. Vận mệnh của người tuổi Tân Hợi 1971, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, còn gọi là tháng Cửu Mật, trùng tiểu hàn. Người tuổi này trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thế trong tay. Trong đời có vận khó khăn không nhiều, cát ít, dễ bị tổn thọ. Cuộc đời của người này trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho người này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đong, lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang, phú quý hơn người. Hãy nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những thử thách có thể gặp phải, đừng vội tuyệt vọng mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan, tích cực, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực. Thành công rồi sẽ đến sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Quý vị thân mến, quan niệm của dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm được xem là tháng cô hồn. Người xưa quan niệm đây là tháng của ma quỷ, đặc biệt là rằm tháng 7 được xem là ngày xá tội vong nhân, cần tránh nhiều điều để không bị xui xẻo. Vậy nguồn gốc tháng cô hồn bắt nguồn từ đâu và tháng cô hồn phải kiêng những gì theo phong tục? Ở Trung Quốc, nguồn gốc của tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, bắt nguồn từ việc Ngọc Hoàng cho Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan vào ngày 2 tháng 7 hàng năm để ma đói quỷ đói được trở lại trần gian rồi đến rằm lại quay về. Chính vì thế, theo tục lệ dân gian, người trần gian phải cúng cháo, gạo, muối cho ma quỷ đói để ma quỷ không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày. Hàng năm, người dân Trung Quốc tiến hành cúng cô hồn vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Ở Việt Nam, theo dân gian, người Việt cúng tháng 7 âm lịch kéo dài một tháng, tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền khác nhau chứ không ấn định riêng một ngày nào. Người dân cũng quan niệm rằng tháng 7 âm lịch là tháng không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa đều tránh tháng 7. Trong tháng 7 âm lịch hàng năm, ngoài lễ cúng cô hồn còn có lễ Du Lan. Lễ Du Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu, một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ Du Lan gắn với tích về một Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật, là một vị tôn giả tu luyện được nhiều phép thần thông. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cha mẹ nên cử hành lễ Du Lan để cầu siêu cho các đấng sinh thành và cầu phá địa ngục cho những vong hồn. Tháng cô hồn và lễ Du Lan không chỉ phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc mà còn ở rất nhiều các quốc gia khác, đặc biệt là các nước Á Đông. Ở Nhật Bản, ngày lễ này được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch và cả ngày rằm tháng 7. Ở Đài Loan, ngày lễ này được kéo dài cả tháng nhưng thông thường thường tập trung vào ngày 15 của tháng với 3 phần khác nhau. Cúng tháng 7 âm lịch là một tín ngưỡng dân gian quan trọng. Ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người nên làm và không nên làm trong tháng 7 âm lịch để cho cầu mong được bình an, hạnh phúc. Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn kiêng những gì? Trong dân gian có truyền miệng nhiều điều cần kiêng kỵ trong tháng cô hồn với quan niệm có thờ có thiên, có kiêng có lành. Dưới đây là một số tục kiêng trong tháng cô hồn và lý giải về chúng. Tháng cô hồn kiêng đi chơi đêm. Dân gian tin rằng vào tháng 7 âm lịch, Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan để cho ma quỷ, cô hồn được trở lại cõi trần. Đến tối ngày rằm chúng phải quay về vì cửa ngục sẽ đóng lại. Vì thế trong nửa đầu tháng 7, nhiều người tránh đi chơi đêm, khoảng thời gian được cho là âm khí nặng nhất, để không bị ma quỷ trêu ghẹo, quấy nhiễu. Thậm chí vào ban ngày, nhiều gia đình còn không cho trẻ con ra đường chơi một mình vì sợ ma quỷ sẽ lừa dẫn đi những nơi nguy hiểm. Người già cũng hay dặn con cháu tránh xa ao, hồ, sông nước trong những ngày này. Kiêng nhặt tiền rơi. Đây là một trong những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch mà các cụ già hay nhắc nhở con cháu. Khi làm các lễ cúng trong tháng cô hồn, nhiều người rải tiền lẻ để mua chuột quỷ đầu trâu mặt ngựa hoặc để bố thí cho các vong hồn. Nhiều người sợ rằng nếu nhặt tiền rơi trong khoảng thời gian này, rất có thể họ sẽ nhặt phải những đồng tiền cúng đó và phải thay người rải tiền hứng chịu những rủi ro, tai họa hoặc bị ma quỷ quấy nhiễu vì dành phần của chúng. Kiêng đốt vàng mã linh tinh. Tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian người ta tiêu thụ lượng vàng mã lớn nhất. Tuy vậy nhiều người vẫn nhắc nhau cẩn thận khi đốt, không được đốt tùy tiện vì có thể khiến ma quỷ đang lang thang khắp nơi dây lấy bạn để kiếm chác, khiến cuộc sống không được bình an. Trên thực tế, việc đốt vàng mã vừa gây tốn kém, ô nhiễm môi trường vừa tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, vì vậy đây là hoạt động được khuyến cáo không nên thực hiện. Kiêng ăn dụng đồ cúng cô hồn.
Trẻ con ăn dụng đồ cúng là chuyện vẫn hay xảy ra, nhưng riêng mâm cỗ cúng cô hồn thường được người lớn canh chừng đặc biệt cẩn thận, không để trẻ sờ cho đến khi hương cháy hết, mọi nghi thức hoàn tất. Điều này cũng xuất phát từ quan niệm cô hồn giả quỷ xuất hiện khắp nơi trong tháng 7 âm lịch, trong đó có nhiều quỷ đói. Mâm cỗ cúng chúng sinh là dành cho những đối tượng này, nếu sờ vào sẽ chọc giận ma quỷ, khiến chúng nổi giận và gây rối. Kiêng chi khoản tiền lớn. Đây là một trong những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch được rất nhiều người làm nghề buôn bán tuân thủ. Không ít người, đặc biệt là người kinh doanh, thường kiêng xuất tiền, trả nợ trong ngày mùng 1 âm lịch nói chung vì sợ hao tài tán lộc. Với tháng cô hồn, sự kiêng cữ này thường kéo dài quá rằm, thậm chí hết tháng. Đương nhiên, hiếm ai sống cả tháng mà không phải chi tiền, người ta chỉ hạn chế xuất những món tiền lớn, hạn chế chi tiền trả nợ. Tuy nhiên, tất cả chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm và phụ thuộc vào quan niệm, niềm tin của mỗi người. Dân gian thường sống bằng kinh nghiệm nhằm đáp ứng tâm lý hướng đến sự an toàn của cá nhân và cộng đồng. Dù vậy, cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Suy cho cùng, dù hành lễ ở đâu quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm. Con người thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ người khác thì dù trong hoàn cảnh nào, bản thân họ cũng cảm thấy an yên. Quý vị thân mến, người sống nơi thế gian, tâm trí cần thoáng đạt một chút, được mất xem nhẹ một chút, mục tiêu giảm xuống một chút, tâm danh lợi ích đi một chút, cân nhắc suy nghĩ vì người khác nhiều hơn một chút, đây chính là cảnh giới của trí tuệ. Lòng tham là thứ đáng sợ nhất, không những chỉ phá hủy, hủy hoại đi những thứ hữu hình, mà còn có thể làm đảo loạn thế giới nội tâm của bạn. Khi đứng trước tâm tham lam còn khiến lòng tự tôn, cùng những nguyên tắc bạn tuân thủ đều có thể sụp đổ. Ngu si cùng cố chấp, oán cùng hận sẽ chỉ làm cho tâm trí quay cuồng, khiến người bất an, buông xuống những có không, đúng sai tâm trí mới có thể thông suốt, nhẹ nhõm tự nhiên và đẩy xa tâm vô minh ngu si. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau có một niệm, một khi phiền não buông xuống liền sẽ hóa thành tâm bồ đề. Suy nghĩ một khi đã chuyển biến tâm tình liền trở thành bầu trời quang tạnh, người biết đủ thường vui, là một cảnh giới cao đẹp của sinh mệnh. Sống trên thế giới này, người cùng người trong thế gian mỗi ngày đều tồn tại rất nhiều cám dỗ mê hoặc, mọi thứ chúng ta nhất định phải lần lượt tuần tự mà dần dần tiến lên, lượng sức mà làm, tất cả mọi sự nắm bắt có độ, sống có chừng có mực, tâm trong sạch hết thảy sẽ minh bạch, tâm dẫn đục hết thảy đều u ám, tâm si hết thảy sẽ mê, tâm ngộ hết thảy thanh tỏ. Tâm là đạo diễn của vở kịch cuộc đời, suy nghĩ là nguồn gốc của thước phim cảnh đời, hết thảy đều từ tâm tạo thành, căn nguyên đều ở nội tâm. Thế giới là bóng ảnh của tâm người, cảnh giới là biến hóa của tâm người mà tạo thành. Đừng mang ánh mắt tổn thương đi soi nhìn quá khứ, bởi vì dĩ vãng chỉ là dĩ vãng, quá khứ đã đi qua không thể quay trở về. Cách thông minh nhất chính là sống sao cho tốt nhất đối với hiện tại của bạn. Hiện tại chính là đang nắm giữ ở trong tay của bạn. Bạn phải đường đường chính chính trong cái khí chất nhất loạt mà chào đón tương lai, mà biến tương lai phía trước trở thành đẹp nhất có thể. Lắng nghe, lĩnh hội là chìa khóa khai mở cánh cửa tâm hồn. Nếu có người tìm đến bạn để dốc bầu tâm sự, giải bày nỗi lòng, bạn nhất định phải nhẫn nại chăm chú, nhập tâm mà lắng nghe, bởi vì đó là họ tín nhiệm và ủy thác đối với bạn. Sự lắng nghe của bạn cũng là một sự an ủi, cộng hưởng, cổ vũ đối với họ. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.